Chào 500 anh em YouTuber. Thì hôm nay là đầu năm mới năm 2021. Thì mình sẽ xin giới thiệu với anh em là mẫu Bo Levensi mới nhất của năm 2021. Levensi Carbon là cái mẫu mà dân dụng nhất, phổ thông nhất và giá tiền bình dân nhất gửi đến anh em. Thì sau một thời gian dài nó hết hàng, thì bây giờ hôm nay là Bo Levensi nó đã có hàng trở lại. Thì khi mà mua full set Bo Levensi này thì đầu tiên vô mình sẽ nói về giá tiền. Giá tiền của nó là sẽ 3,2 triệu một set. Nhưng do đây là thời điểm mới ra và đầu năm mới thì tay sẽ lì xì anh em, và do mình lấy số lượng nữa cho nên là mình sẽ xin bán với giá là 2,950,000. Là một cái set mà 2,950,000 là cái gì? Thì nó sẽ là một cái set như vậy, là nó sẽ gồm là một lon Bo Levensi chính hãng. Đó, nó ghi là em trai có thể tới đây. Levensi Carbon. Levensi Carbon nè. Đó, ghi là lum la cover Sibo gì đó. Rồi. Một cái tiêu Bo Levensi chính hãng. Một cái khâu nối Bo. Cái khâu này là khâu của Levensi, mà khâu này hồi xưa giờ là mình thấy chưa có bao giờ xài được hết. Rồi một cái bát gieo Bo. Một tấm giấy chứng nhận cái Bo này là cái Bo xịn. Một cái thẻ Mastercard để chứng nhận là cái lon Bo này chính hãng, nó như là chứng minh nhân dân của mình vậy đó. Và một cái tem Levensi. Thì đây là cái set Bo Levensi với giá là 2,950,000. Và mình xin nhấn mạnh với anh em, đây là set Bo Levensi xịn chứ không phải là hàng fake, cho nên là tiền nào của đó. Và bây giờ mình xin phép anh em là mình sẽ khui cái khâu Bo này ra. Và số điện thoại để liên hệ với mình là 0908084020. Số điện thoại Zalo của mình là 0933165020. Anh em nào mà cần á thì cứ liên hệ mình để mua hàng. Và bây giờ em trai có thể quay cận cảnh lại đây. Đây là cái lon Levensi Carbon từ cái sợi Carbon. Mình gõ nó rất là chắc chắn, cầm rất là nặng tay. Từ cái tem Levensi, từ cái nỉ Bo ở trong. Đó, lấy nét à, để người ta thấy được. Rồi, chữ nghĩa Levensi. Đó, tất cả những cái sản phẩm này là đến từ Levensi Carbon chính hãng. Và cái này là không phải hàng phép. Hàng phép anh em có thể mua là bao nhiêu tiền em trai? 1,3 triệu. 1,3 triệu có, rẻ hơn 1,3 triệu cũng có, mắc hơn 1,3 triệu cũng có. Nhưng mà mình xin nhấn mạnh đây là lon Levensi dinh chính hãng, hàng original. Đó, và không phải là hàng fake. Đó. Thì thị trường có bán rất là nhiều Bo, nhưng mà anh em nên nhớ là Tây chỉ bán đồ xịn và Bo xịn, chứ không có bán đồ fake, Bo fake. Cho nên anh em phải hiểu điều đó. Đó là một set là vậy, gồm mấy món? 1 món, 2 món, 3 món, 4 món này là chủ đạo cho cái Bo. Là một set vậy là 2,950,000. Đang sale off, giá đúng của nó là 3,2 triệu. Cái này là kêu là lì xì lấy lọc đầu năm mới cho mọi người. Và ba cái phụ kiện này là ba phụ kiện đi riêng tặng kèm. Đó là nếu mà chọn bộ là sẽ 7 món, còn không á là sẽ là 1, 2, 3, 4, với lại cái tem này nữa là 5 món cho một cái Levensi. Thì anh em nào cần mua lon Bo Levensi cứ nhắc điện thoại lên, gọi tới số 0908084020, hoặc là nhắn qua Zalo 0933165020. Nếu hai số điện thoại đó anh em không liên lạc được vì mình đang làm đông, thì anh em có thể tới thẳng tới địa chỉ là 37 Bùi Hùng Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh để gặp anh Tây Cô Niễn đẹp trai tư vấn nhiệt tình, gắn cho anh em những cái Bo. Bo này là gắn được mọi dòng xe, Raider, Sonic, Winner, FZ, mô tô, quần què gì gắn cũng được hết, gắn quay rim cũng được luôn, gắn Suzuki được hết luôn. Rồi, vậy là chào 500 em YouTube, chúc 500 em YouTube một năm mới tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Chào mọi người.